Rồi em xin chào cả nhà. Thì hôm nay em lên cả nhà mà một con Valentino rồi cả nhà. Thì con này thương hiệu của Ý nha, chạy máy thụy sĩ ETA vậy cả nhà. Đó, Swiss nè cả nhà. Chạy máy thụy ETA ha, ETA vậy á. Đây, con này thì nó full vàng luôn cả nhà. Nó niền khế nè. Con này giống như là hàng trưng bày, nó rất là mới luôn nha. Nó mới tinh luôn. Thiếu cái hộp thôi. Xe 35 ha, tính đúng luôn là 38 cả nhà. Xe 35.5 chứ. Đây, nó lại. Xe 35.6 cả nhà, em tính đúng luôn là 38.2 ha. Đây cả nhà nhìn nè, cái niền khế nè. Đó, một ô lịch ha. Thì cái con này 12 cọc số của nó là đính 12 cái viên đá viên hộp gì cả nhà. Đó nhìn rất là đẹp luôn nha. Rồi mặt cải ti luôn nha, độ mới xuất sắc. Đây, độ mới xuất sắc luôn ha. Con này thiếu cái hộp thôi cả nhà ơi, nó rất là mới luôn nha. Đó. Rồi thì con này á, tay rất là dài luôn. Đó, cả nhà mình thấy không? Tay á, về cắt mắt dây giúp em nha, tay rất là dài luôn ha, người ta chưa lên tay luôn cả nhà. Rồi thì con này em bán cả nhà mình với giá nè 580k mã 43 580 ha, mã 43 cả nhà, cho một con Valentino ha, thương hiệu Ý, chạy máy thụy sĩ tay cả nhà. Rồi cả nhà mình chốt có chụp hình gửi cho em nha, bên em là cọc chuyển khoản mới đi hàng cả nhà, cả nhà tin tưởng em á, chuyển khoản hết em bao ship nha. Rồi em xin chào cả nhà nha.